Xin chào tất cả quý anh chị thân mến, và lần đầu tiên Tấn quay đêm ở tại dự án The Global City. Và có gì đặc biệt, xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video flycam ngay sau đây các anh chị nhé. Và mắt nhỏ với các anh chị là có rất nhiều điều đặc biệt ở trong clip này. Dự án The Global City về đêm vô cùng đặc biệt khi mà những ánh đèn bị đầu sáng lên được xem là biểu tượng ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển bởi chủ đầu tư Matroid Home và được thiết kế bởi Foster Basner đến từ Anh Quốc. Về nay dự án The Global City của chúng ta đã hoàn thành phân khu show đầu tiên, cũng là cái phân khu mà hiện nay các anh chị chúng ta đang xem, một không gian về đêm vô cùng đặc biệt. Và đây là lần đầu tiên Tấn bay flycam về đêm để chia sẻ cũng như là cập nhật đến cho quý anh chị cư dân cũng như là khách hàng đang quan tâm đến dự án The Global City này. Và có thể nói rằng đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt mà bản thân Tấn enjoy được, cũng như là bắt được cái khoảnh khắc này ở tại dự án The Global City về đêm vô cùng đặc biệt các anh chị. Và sau đây sẽ là những cái yếu tố đặc biệt mà các anh chị chúng ta sẽ chiêm ngưỡng ở trong clip này. Thứ nhất đó chính là cánh đồng diều. Đó, các anh chị chúng ta đang xem cánh đồng diều rất là đông, những anh chị chúng ta đang ngồi cũng như là gia đình, những người thân yêu, bạn bè của mình ngồi rất là đông ở tại khu vực dự án The Global City, cánh đồng diều để trải thảm bạc, ngồi vui chơi giải trí, ngồi trao đổi trò chuyện với nhau rất là ấm cúng. Và Tấn cảm thấy là đây là một nơi rất đáng để sống cũng như là để thư giãn các anh chị ạ. Và flycam của chúng ta đang bay về hướng khu Landmark 81, và đặc biệt đó chính là công viên City Park, công viên có quy mô 32 hecta nằm ở tại dự án The Global City. Với công viên rộng như vậy thì chúng ta có những cái trò chơi hay là những cái game rất là đặc biệt mà có thể nói rằng ở tại khu vực Nam Á chưa có một nơi nào có, mà chỉ có ở tại dự án The Global City của chúng ta thôi. Ví dụ như đường đua go-kart hay là một số trò chơi khác nữa mà trong clip này Tấn cũng rất khó để mà liệt kê hết cho tất cả các anh chị. Nếu mà có thời gian thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy dành một ít để chúng ta cùng với người thân, bạn bè cũng như là gia đình của mình xuống dưới đây để chúng ta vui chơi, giải trí, thư giãn và trải nghiệm những dịch vụ ở tại dự án The Global City này các anh chị nhé. Như flycam của chúng ta đang thấy thì hiện nay Tấn đang bay rất là sát với chiều cao của flycam trung bình khoảng chừng 30m thôi, để cho tất cả các anh chị chúng ta có thể quan sát đầy đủ cũng như là rõ nét nhất về cái không gian cũng như là cái cảnh vật vào buổi tối ở tại dự án The Global City như thế nào. Đây chính là trục đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và điểm đầu đó chính là nút giao An Phú đang trong quá trình hoàn thiện với tổng số vốn hơn 3.800 tỷ đồng. Thì hiện nay nút giao An Phú chúng ta đã gần hoàn thành được một tầng trệt rồi, và chúng ta sẽ có 3 tầng ở tại nút giao An Phú này, và dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 sẽ thông cái tuyến đường cũng như là nút giao An Phú này các anh chị nhé. Và tuyến đường cũng như là đường đua go-kart mà Tấn vừa chia sẻ đến cho các anh chị, đây là tuyến đường đua dài nhất ở tại khu vực Đông Nam Á, vô cùng đặc biệt. Khi mà các anh chị chúng ta đi tham quan khu công viên hay là tham quan dự án The Global City mà dẫn con nhỏ theo, hay là anh chị là cặp vợ chồng, hay là đi một mình, hay là đi với bạn bè, thì trò chơi này vô cùng đặc biệt cũng như là hấp dẫn để cho tất cả các anh chị chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta vui chơi cũng như là enjoy ở tại những cái trò chơi này các anh chị nhé. Và bây giờ hiện nay flycam của chúng ta đang quay về hướng dãy liên kế 1, liên kế 2, liên kế 3, liên kế 4, liên kế 5, liên kế 6 cho đến liên kế 15 ở tại dự án The Global City. Tuy nhiên, trước khi đến với những dãy LK1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến LK15 thì chúng ta sẽ thấy được đó chính là khu phòng kinh doanh của dự án The Global City với tổng quy mô hơn 10.000m2. Hiện nay đang trong quá trình vận hành từ cuối năm 2022 cho đến nay. Có một điểm đặc biệt nữa đó chính là sân golf.
Sun Gold hay là Sun Gold ở tại dự án The Global City đã khai trương vào ngày 10 tháng 5 vừa rồi. Đây là Sun Gold rất là đặc biệt dành cho những anh chị chúng ta rất là đam mê trong việc chơi golf của mình, để chúng ta có thể vui chơi và thỏa sức trải nghiệm những dịch vụ ở tại dự án The Global City cũng như Sun Gold này. Đây là những hình ảnh mà Tấn quay được thực tế ở tại dự án The Global City vào ngày gần đây, vào có thể nói là ngày mới hồi tối vậy thôi, tối hôm qua. Thì hôm nay Tấn edit để mà chia sẻ đến cho tất cả các anh chị mình ngay. Cho nên là những anh chị chúng ta đang theo dõi clip này thì vui lòng like và subscribe, nghĩa là đăng ký kênh để ủng hộ Tấn, kênh Lê Thành Tấn Official. Đây là kênh mà Tấn sẽ build lại, Tấn sẽ đầu tư rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Chính vì như vậy các anh chị vui lòng like và subscribe để đăng ký kênh để ủng hộ Tấn các anh chị nhé. Và ngoài ra nữa thì với Sun Gold này, vào buổi tối cũng có một vài anh chị đến để mà thư giãn cũng như là chơi cái môn golf này các anh chị ạ. Đây là môn golf vô cùng đặc biệt mà những giới nhà giàu cũng như siêu giàu, những anh chị chúng ta là những doanh nhân hay là những chủ tịch, những mặt quản lý cấp cao đều rất là thích chơi môn golf này. Môn golf là nếu như mà theo gọi dân giả thì hay gọi là đi cúc đất đó các anh chị, nghĩa là chúng ta cầm một cây golf là chúng ta nhắm một cái quả bóng, tuy nhiên chưa nói gì đến vấn đề kỹ thuật thì chúng ta sẽ đánh cái quả bóng đó vào một cái lỗ hay là vào một cái khu vực nào đó theo cái chương trình mà phía bên golf đã đề ra. Ví dụ như là có những cái giải đấu chẳng hạn thì chúng ta có những ví dụ như đánh một lỗ, đánh hai lỗ, đánh được gọi là sát các anh chị. Cái đó thì Tấn cũng không có, chưa có tìm hiểu. Nếu một ngày nào đó thì Tấn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về golf, hoặc là gặp những anh chị mà thường hay chơi golf thì Tấn sẽ giao lưu với những anh chị đó để chia sẻ với lại các anh chị khán giả của kênh Lê Thành Tấn Official này nhé. Và hiện nay chúng ta đang xem đó chính là dãy liên kế 1. Dãy liên kế 1 nằm ở bên phải màn hình các anh chị chúng ta đang theo dõi. Và đối diện đó chính là sân khấu, đó chính là nhạc nước. Đây chính là hệ thống nhạc nước ngoài trời dài nhất ở tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang mới hoàn thành chỉ có một phần nhỏ so với cái quy mô của cái hệ thống nhạc nước này thôi. Flycam của chúng ta hiện nay đang bay lên cao rồi. Với độ cao, Tấn sẽ bay trung bình khoảng chừng 100 cho đến 150 mét. Có giai đoạn thì Tấn sẽ bay cao 200 mét. Tuy nhiên thì trong clip này Tấn bay với độ cao với 123 mét thôi, để các anh chị chúng ta có một cái góc nhìn rõ nhất về cái dự án cũng như là cái cảnh vật về đêm ở tại dự án The Global City, một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Cánh đồng diều rất là đẹp các anh chị. Được chủ tư Matra Home đầu tư rất là bài bản khi mà xây dựng những cái hệ thống mà cho các anh chị chúng ta có thể đậu xe rồi uống nước, ăn uống, những cái trò chơi, những cái về food and beverage ở tại dự án The Global City được phục vụ rất là chu đáo cho những anh chị, để mà các anh chị an tâm khi mà đến đây thì xe cộ thì chúng ta cũng được an ninh này, về vệ sinh thì cũng được đảm bảo này, về cảnh quan thì cũng luôn được làm cho môi trường xanh sạch đẹp mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc ở tại dự án The Global City. The Global City được xem là trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh, một khu đô thị mang tính biểu tượng ở tại khu vực Đông Nam Á. Và ngoài phân khu Soho này thì chúng ta sẽ có trung bình khoảng 4 phân khu nữa sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. Nhờ anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này thì có thể vui lòng liên hệ đến số hotline của Tấn để Tấn hỗ trợ cũng như là chia sẻ chi tiết cho tất cả các anh chị nhé. Và bây giờ flycam của chúng ta đang bay dọc theo tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đi xuống đoạn đường này đó chính là Vũng Tàu cũng như là khu vực Nhân Trạch, Đồng Nai các anh chị nhé. Và vừa rồi là những cái thông tin mà Tấn chia sẻ, những cái khoảnh khắc mà Tấn bắt được ở tại dự án The Global City về đêm đẹp và đặc biệt như thế nào. Xin cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng rằng những thông tin Tấn chia sẻ cho các anh chị
sẽ giúp ích cho các anh chị trước khi chúng ta đi tham quan, hoặc là những anh chị cư dân đã mua ở tại dự án này rồi nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để mà xuống tham quan thực tế. Xin mến chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, và có quan tâm đến những dự án bất động sản hoặc là dự án The Global City, vui lòng liên hệ đến tặng nhé.